Rất vui khi được gặp lại quý khán thính giả của kênh HTD News. Kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Trước khi đi vào nội dung bình luận hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho cuộc chiến tại Ukraine kết thúc, cầu nguyện cho người dân Ukraine và thế giới được bình an. Sau đây, chúng tôi sẽ được gửi tới quý vị bài phân tích bình luận có tựa đề Tiêm kích F-16 mang lại chiến thắng lớn cho Ukraine. Kiev nuôi tham vọng cô lập bán đảo Crimea. Kính thưa quý vị, sau nhiều tháng ròng rã kêu gọi Mỹ và đồng minh viện trợ, Ukraine cuối cùng đã được đảm bảo họ sẽ có tiêm kích F-16, giành được chiến thắng lớn về mặt chính trị. Tháng trước, Đan Mạch thông báo nước này sẽ chuyển giao 19 tiêm kích F-16 cho Ukraine trong 2 năm 2024-2025. Còn Hà Lan cam kết bàn giao 42 chiếc. Na Uy cũng xác nhận sẽ cung cấp tiêm kích, song chưa cho biết số lượng. F-16 do Mỹ sản xuất và mọi hoạt động chuyển giao đều cần được Washington bật đèn xanh. Chính quyền Tổng thống Joe Biden ban đầu phản đối ý tưởng này do lo ngại tiến trình chuyển giao kéo dài và tốn kém, cũng như khiến leo thang căng thẳng với Nga. Washington gần đây đổi ý khi các đồng minh phương Tây và Kiev tăng sức ép. Ukraine đã nhiều lần nhấn mạnh việc phi công nước này điều khiển tiêm kích do Mỹ sản xuất là tín hiệu chắc chắn từ thế giới rằng chiến dịch của Nga sẽ thất bại. Biskan Osher, Tổng Giám đốc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược Địa Trung Hải, FMIS ở Pháp, nói rằng động thái này mang tín hiệu chính trị lớn. Osher nói, đó là một bước nữa trong nỗ lực tăng cường hỗ trợ quân sự của phương Tây. Nếu họ vẫn từ chối, điều đó sẽ tạo ấn tượng rằng sự hỗ trợ của Mỹ và châu Âu đang suy yếu trên các mặt trận ngoại giao và thực địa. Điều này có tầm quan trọng to lớn. Girish Ligana, nhà phân tích quốc phòng và hàng không vũ trụ Ấn Độ, đánh giá, theo quan điểm của phương Tây, quyết định cung cấp F-16 là bước ngoặt của cuộc xâm lược Nga-Ukraine. Vì Nga đang ngày càng tự tin hơn trong việc đánh bại các hệ thống phương Tây. Một cam kết chắc chắn về việc cung cấp và duy trì phi đội F-16 cho Ukraine sẽ giúp khôi phục uy tín của phương Tây và bù đắp cho những tổn thất trên chiến trường do sự chậm trễ trước đó gây ra. Ivan Gris, nhà nghiên cứu của Trung tâm Quốc phòng và An ninh Quốc tế ICDS ở Estonia, nhấn mạnh việc F-16 được tặng thay vì mua có nghĩa là Ukraine không tiêu hao thêm ngân sách quốc phòng vốn căng thẳng. Ông nói, Tổng thống Zelensky đã nhiệt liệt hoan nghênh động thái của Mỹ và đồng minh khi sự đoàn kết trở nên mạnh mẽ hơn, ngay cả những điều tưởng như xa vời trước đây đều có thể đạt được. Tiêm kích đa năng F-16 do General Dynamics phát triển từ những năm 1970 được Mỹ và các đồng minh sử dụng. Mỗi chiếc F-16 có giá khoảng 30 đến 35 triệu đô la tùy biến thể. F-16 có thể đạt tốc độ tối đa 2.121 km/h ở độ cao 12.000 m, trần bay tối đa 18.000 m với tầm hoạt động 546 km. F-16 được trang bị một pháo 6 nòng 20 ly, 11 giá treo có thể mang theo 7,7 tấn vũ khí. Giới quan sát nhấn mạnh khía cạnh chính trị vì cho rằng động thái chuyển F-16 có thể chưa mang lại nhiều giá trị về mặt quân sự, ít nhất là trong ngắn hạn. Washington vốn mô tả F-16 là công cụ quan trọng với quá trình biến đổi quân đội Ukraine thành lực lượng có khả năng răn đe Moscow trong tương lai, chứ không có hiệu quả tức thì trong chiến sự. Họ tin rằng tiêm kích này sẽ đóng vai trò then chốt trong chiến lược quốc phòng dài hạn của Ukraine, nên không thể chuyển giao một cách vội vã. Cơ quan này cho biết, hồi cuối tháng 3, cơ quan khảo cứu Quốc hội Mỹ lưu ý rằng máy bay chiến đấu chưa đóng vai trò quyết định trong cuộc xâm lược và khó có thể làm được điều đó nếu xét đến khả năng của Ukraine và Nga. Cả hai bên đều sử dụng các hệ thống phòng không hiện đại làm hạn chế hiệu quả chiến đấu của máy bay Nga và Ukraine. Kier Gilles, chuyên gia về Nga,
kiêm nhà tư vấn cấp cao tại tổ chức Chatham House ở London, cho rằng việc chuyển giao F-16 đã quá chậm trễ cho cuộc phản công năm nay. Đại tá quân đội Mỹ về hưu Chuck Jacobs cho biết Mỹ đã do dự trong thời gian dài vì chúng tôi lo ngại sẽ mất F-16 trên lãnh thổ do Nga kiểm soát. Glitz nói, việc sử dụng F-16 trên chiến trường Ukraine có thể còn xa vời vì sẽ mất vài tháng để đào tạo các phi công lái loại tiêm kích hiện đại này. Dù quân nhân Ukraine có biểu hiện xuất sắc trong huấn luyện và hoàn thành mục tiêu nhanh hơn dự kiến, nhiệm vụ này vẫn rất khó khăn. Ngoài ra, Ukraine cũng phải đối mặt với một số thách thức khác như vấn đề bảo trì hay mua phụ tùng thay thế. Justin Brown, từ Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh, RISI, tin rằng các nhà thầu dân sự nước ngoài sẽ phải đến Ukraine để giám sát và đào tạo tại chỗ cho những nhân viên bảo trì Ukraine. Điều này làm tăng nguy cơ các nhà thầu phương Tây thiệt mạng trong các cuộc không kích của Nga. Tướng Mỹ Sam Hacker, người đứng đầu lực lượng không quân Mỹ ở châu Âu, nhấn mạnh rằng cần phải kiên nhẫn, dù hiểu rằng Ukraine mong muốn nhanh chóng đưa tiêm kích vào trận chiến để củng cố cuộc phản công đang diễn ra chậm chạp. Phải mất thời gian để xây dựng vài phi đội F-16 có đủ trình độ và sẵn sàng chiến đấu. Quá trình này có thể mất tới 4-5 năm. Song với viễn cảnh của xâm lược Ukraine còn kéo dài, F-16 được cho vẫn sẽ có cơ hội để thể hiện tính hiệu quả. Alexander Vatteras, nhà phân tích kiêm tổng biên tập Swiss Military Review, nói rằng F-16 không phải là yếu tố thay đổi cuộc chơi, song cho phép Ukraine củng cố năng lực. Theo Gareth Jennings của công ty tình báo tư nhân Anh Sense, được trang bị hệ thống hiện đại của phương Tây, F-16 không chỉ bổ sung cho kho vũ khí cạn kiệt nghiêm trọng của lực lượng không quân Ukraine, mà còn có thể giúp Kiev thu hẹp khoảng cách với những máy bay tiên tiến hơn của Nga. Gilles nói, làm cho Ukraine trở nên mạnh mẽ hơn, gồm các việc đảm bảo nước này có đủ sức mạnh không quân, là yếu tố then chốt cho an ninh lâu dài, cũng như kết quả của cuộc chiến hiện tại. Ukraine nuôi tham vọng cô lập bán đảo Crimea. Quý vị thân mến, Ukraine đang cố gắng cô lập bán đảo Crimea bằng các cuộc tấn công vào những cây cầu, hạn chế dòng tiếp tế từ Nga qua bán đảo tới tiền tuyến. Ukraine hôm 16 tháng 8 công bố video xuồng không người lái Sea Baby do nước này sản xuất mang theo đầu đạn nặng 850 kg tấn công cầu Crimea, nối liền lãnh thổ Nga với bán đảo Crimea vào ngày 17 tháng 7. Hai người thiệt mạng và một phần cấu trúc bị hư hại. Vasyl Malyuk, người đứng đầu cơ quan an ninh Ukraine SBU, cho hay, sử dụng xuồng không người lái, chúng tôi tiến hành vụ tấn công thành công cầu Crimea, cũng như các cuộc tấn công gần đây hơn vào tàu chiến và tàu dầu của Nga. Ukraine ít khi lên tiếng nhận trách nhiệm các vụ tấn công vào cơ sở hạ tầng Nga ở bán đảo Crimea hay trong nước Nga. Tuy nhiên, người đứng đầu SBU lần này dường như muốn cảnh báo về mối đe dọa hàng hải với đối thủ Nga. Malyuk nói, chúng tôi đang tiến hành một số chiến dịch mới đáng chú ý, gồm cả ở Biển Đen. Tôi cam kết chúng sẽ rất thú vị, đặc biệt với kẻ thù của chúng tôi. Cầu Crimea hay còn gọi là cầu Kerch, kết nối lục địa Nga với bán đảo mà Moscow sắp nhập vào năm 2014. Vị trí chiến lược đã khiến nó trở thành mục tiêu tấn công kể từ khi cuộc xâm lược nổ ra. Hồi tháng 10 năm ngoái, vụ nổ lớn trên cầu Crimea làm sập hai nhịp và khiến 5 người thiệt mạng. Nga khi đó cáo buộc đặc nhiệm Ukraine tấn công khủng bố, dù Kiev không thừa nhận. Sergei Aksionov, người đứng đầu Crimea do Nga bổ nhiệm, tuần trước cho biết hai tên lửa của Ukraine đã bị bắn hạ trên eo biển Kerch. Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc lực lượng Ukraine đã cố tấn công cầu. Phía Ukraine không bình luận về cuộc tấn công. Giới quan sát cho rằng mục tiêu của Ukraine khi nhắm vào cầu Kerch là làm suy yếu vị thế của Nga trên bán đảo và cản trở Moscow tiếp tế cho lực lượng Nga ở miền nam Ukraine. Sau khi đưa quân vào Ukraine cuối tháng 2 năm 2022, Moscow đã thiết lập
và sử dụng hành lang bộ nối lục địa Nga với các vùng lãnh thổ mới sắp nhập gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia như tuyến hậu cần quan trọng. Tuy nhiên, pháo tầm xa mà Mỹ cung cấp cho Ukraine vào năm ngoái đã đưa phần lớn khu vực đó vào tầm bắn, buộc Moscow phải phụ thuộc nhiều hơn vào cầu bắc qua eo biển Kerch. Là tuyến đường bộ và đường sắt duy nhất từ Nga đến bán đảo Crimea, cầu Kerch giúp Nga đưa lực lượng, khí tài, xăng dầu, đạn dược phục vụ mỗi tấn công vào Kherson và khu vực miền nam Ukraine. Theo Anastasia Marenko và Isabel Coles, hai nhà phân tích của WSJ cho biết, với hy vọng mở dần về bước đột phá ở tiền tuyến, tấn công vào khu vực bán đảo Crimea bằng tên lửa tầm xa và phương Tây hỗ trợ, có thể là lựa chọn của Ukraine. Mykola Bileskov, nhà nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc gia ở Kiev, tổ chức do chính phủ Ukraine hỗ trợ, cho hay, khi không thể đạt được tiến bộ trên tiền tuyến, tầm quan trọng của cuộc tấn công như này sẽ tăng lên, khiến mọi thứ trở nên phức tạp và kéo dài thời gian đều có lợi cho chúng tôi. Lực lượng Ukraine đã giành lại khoảng 250 km vuông lãnh thổ kể từ khi phát động cuộc phản công hồi đầu tháng 6. Tuy nhiên, đà tiến công đã bị cản trở bởi những bãi mìn dày đặc, tuyến phòng thủ nhiều lớp và sức mạnh không quân của Nga. Không chỉ muốn cản trở tuyến đường từ lãnh thổ Nga vào Crimea, Kiev cũng nhắm đến tuyến từ Crimea vào khu vực Nga kiểm soát ở Nam Ukraine. Hồi đầu tháng, Ukraine đã phóng loạt tên lửa tầm xa vào cầu Zhonha, con đường trực tiếp nhất nối trung tâm hậu cần của Crimea ở Sankai với tiền tuyến ở Zaporizhia. Theo Oleksiy Menik, đồng giám đốc chương trình an ninh quốc tế và đối ngoại tại trung tâm Krasnoyarsk ở Kiev cho biết, một cuộc tấn công hồi tháng 6 vào cầu Zhonha đã khiến nó tạm thời đóng cửa và các đoàn xe hậu cần của Nga phải tốn thêm nhiều thời gian để tiếp cận tiền tuyến thông qua các tuyến đường thay thế, theo Bộ Quốc phòng Anh. Trong vòng 24 giờ sau cuộc tấn công đó, giới chức Nga đã phải dựng cầu phao thay thế. Ông nói, con đường thay thế gần thị trấn Amiens ở bán đảo Crimea dài hơn khoảng 120 km, đồng nghĩa các đoàn xe quân sự Nga sẽ mất thêm 3 tiếng để tới được tiền tuyến. Hậu cần không chỉ là vấn đề số lượng, mà còn là tốc độ. Các tuyến đường thay thế cũng gần với vị trí của Ukraine ở bờ tây sông Dnieper và nằm trong tầm khai hỏa của pháo binh. Rủi ro có thể được giảm thiểu bằng cách sử dụng đường làng nhỏ hơn ở phía đông bắc, nhưng nó mất thời gian di chuyển hơn và đòi hỏi hỗ trợ hậu cần phức tạp hơn. Đại úy Anatoly Kachenko, chỉ huy đội trinh sát ở đông nam Ukraine, nói rằng các cuộc tập kích của Ukraine gần đây tạo ra những thay đổi ở tiền tuyến. Thách thức về hậu cần đã làm suy giảm lợi thế pháo binh của Nga ở mặt trận phía nam. Jen Trenko, cựu quan chức lầu năm góc, đánh giá các cuộc tập kích của Ukraine gây áp lực cho đường tiếp tế nhiên liệu Nga. Ông nói phà đường sắt và xà lan của Moscow là những mục tiêu có giá trị đối với Kiev. Hậu cần là mọi thứ, từ bánh mì tới xe tăng, Menik nói, viện dẫn lời của chỉ huy lực lượng viễn chinh Mỹ trong Thế chiến thứ nhất, John J. Pershing. Binh lính quyết định chiến thắng trong từng trận đấu, còn hậu cần quyết định chiến thắng trong cả cuộc chiến. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews.btv@gmail.com. Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.